Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm Mạng. Trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, những người tuổi Kỷ Hợi năm 2024 không có điểm đột phá, ít sự may mắn hơn so với 2 năm liền kể trước đó. Cùng với những khó khăn ở cái thời cuộc chung ấy, thì công việc nhiều cái bất lợi và cái thách thức. Tiền bạc thì cũng khó kiếm hơn những thời gian trước đó, nếu như mà không chịu gia tăng thêm cái nguồn thu nhập thụ động. Duy chỉ có cái tình duyên là có nhiều cái điểm sáng ở trong thời điểm này. Và năm 2024 ấy, là một năm mà có thể thấy là cái năm có 102, là một năm không mấy được yên bình đối với những người tuổi Kỷ Hợi. Gia chủ không nên mất tập trung trong công việc, cho dù đó là việc gia chủ đã quen thuộc từ trước tới nay. Bên cạnh đó, cái hung tinh nó thôi có thể khiến cho những cái sự cố xuất hiện bất ngờ, bất cứ lúc nào. Nếu như mà không chú ý, có thể rơi vào cái tình trạng là gì, trở tay không kịp. Thêm nữa là cái tình hình tài chính nó cũng có nhiều cái biến động. Chủ yếu là bản mệnh vẫn thu được một khoản túc tác từ những cái hoạt động buôn bán kinh doanh hoặc là những cái công việc quen thuộc. Vì đã kinh doanh lâu năm nên là gia chủ cũng có một cái lượng khách hàng ổn định, không quá lo đến cái sự cạnh tranh của đối thủ. Bên cạnh đó, quan hệ không mấy được yên ấm. Cái chuyện tình cảm ấy, thì nói chung là bạn và bạn đời ấy, thì tưởng như là nửa kia của mình đã thay đổi, luôn cáu kỉnh hơn hoặc là gì, đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc bắt mình phải theo. Nếu có cái điều gì đó không hài lòng thì gia chủ nên chia sẻ thẳng thắn với đối phương. Đừng giấu trong lòng để rồi nảy sinh ra những cái khó khăn, những cái áp bức khó chịu đó. Năm 2024 nó Giáp Thìn thì chúng ta có tuổi Kỷ Hợi đúng không ạ? Thì chúng ta xét về thiên can. Thiên can chúng ta có Kỷ gặp Giáp. Đấy. Kỷ gặp Giáp nó được là một cái bộ ngũ hợp là rất là tốt. Nó mang lại cái may mắn, tài lộc cho gia chủ. Bên cạnh đó thì Kỷ gặp Giáp nó là gì? Nó là chính quan. Thì trong năm 2024 nó cũng báo hiệu là con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Kỷ Hợi ấy. Nói chung là cũng có nhiều cái thay đổi theo chiều hướng tích cực nhờ có chính quan tác động. Gia chủ đã phối hợp làm ăn, nói chung là ăn ý với đồng nghiệp, cộng sự, cũng như là cái ý tưởng độc đáo của các bạn cũng sẽ giúp tiến trình công việc nó được đẩy nhanh hơn, đem đến nhiều cái sự cải thiện cho cái tập thể. Bên cạnh đó, cái casting trong cái năm này thì nó cũng báo hiệu cho là bản mệnh có nhiều cơ hội để kiếm tiền, gia tăng cái tài lộc cho mình. Những người làm công ăn lương thì có thể sẽ được thưởng nóng với những cái gì mà mình đã cống hiến. Nếu mà gia chủ là dân kinh doanh hoặc là buôn bán hoặc là bán hàng tự do á, thì gia chủ sẽ có một cái năm gọi là phát tài phát lộc, làm ăn thì suôn sẻ, lợi nhuận thì tăng lên. Nhờ đó mà những ý tưởng mới trong đầu thì cũng sẽ gì luôn được mở rộng hơn. Xét về quan hệ địa chi, chúng ta có Hợi gặp Thìn đúng không ạ? Hợi thủy gặp Thìn thổ thì nó là khắc thái tuế. Vậy nên cái vận trình trong năm ấy thì tuy nó bình ổn nhưng mà ấy, nói chung ấy, nó ít có sự đột phá và ít có cái thành công rực rỡ. Tiền bạc có vào ra một cách là ngẫu nhiên đúng không ạ? Làm ăn buôn bán thì lúc lời khi lỗ, nói chung là bình quân lại thì vẫn ở mức là trung bình. Đấy. Gia đạo hay là sức khỏe thì đều không phát sinh những cái vấn đề nào quá nghiêm trọng cả. Nhưng mà trong thời gian này quý vị cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe và cái gia đạo. Tình cảm vợ chồng trong thời gian này hay xảy ra những cái mâu thuẫn khắc khẩu đó. Nếu mà quý vị không khéo kiểm soát cái cảm xúc của mình thì dễ làm mất lòng đối phương và dễ gây ra những chuyện về tai bay vạ gió. Thêm nữa là sức khỏe thì cũng cần phải chú ý nhé. Thời gian này quý vị cũng đã cao tuổi rồi đúng không ạ? Nên có cái chế độ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao một cách hợp lý. Đừng có gì quá tham công tiếc việc nữa, kẻo lại ốm rồi đấy thì khổ đó. Và trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, và để hóa giải cục diện là khắc thái tuế, thì những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm Mạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế năm 2024 năm Giáp Thìn thì với hình tượng là ngài Lý Thành Đại Tướng Quân. Biểu tượng của ngài là một tay cầm kiếm và một tay cầm cái túi vải, mặt sau là có khắc cái phù thái tuế. Thì đây là một cái pháp khí phong thủy đấy, chuyên để nghênh đón thái tuế của năm, mang lại một năm bình yên may mắn, vạn sự hanh thông đó. Kim bài thái tuế quý vị có thể để trong túi, trong ví hoặc là sau ốp điện thoại để gia tăng thêm may mắn đấy, để gì nghênh đón thái tuế, mang lại cái may mắn tốt đẹp trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trong cái năm 2024. Thưa quý vị,
Tiếp theo chúng ta xếp về cái cục diện ngũ hành. Ngũ hành thì nói chung là bản mệnh là Kỷ Hợi là thuộc mộc, Giáp Thìn thuộc kim, gặp trong năm thì bị gì, bị lưu niên nó khắc đó. Vậy nên là gì, nên là trong năm ấy thì cái sức khỏe nó cũng bị là không được tốt. Vì thế quý vị cần phải hết sức đề phòng nhé. Tóm lại thì trong năm 2024 Giáp Thìn, nói chung là một năm cũng có một đôi chút thuận lợi với những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm mạng. Với những ai mà đang công tác, công việc làm ăn ấy thì duy trì ở cái tình trạng như cũ, thậm chí là mát tay với ngành trồng trọt chăn nuôi. Với những người đã nghỉ hưu thì cuộc sống vẫn duy trì ở cái mức ổn định, không bị sao trộn quá nhiều. Tiền bạc có vào có ra, cân đối, không cần phải lo nghĩ quá nhiều, gia đạo hay là sức khỏe thì cũng đều không phát sinh cái vấn đề nào quá nghiêm trọng. Bên cạnh đó, trong năm thì nói chung ấy, những người tuổi Kỷ Hợi có lưu niên lâm vào đất tuyệt, nên là nó đẩy mọi thứ theo chiều hướng mà gia chủ nói chung là không thể lường trước được. Các mối quan hệ thì cũng gặp nhiều cái rắc rối, thiếu đi cái sự hài hòa, bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, nhưng mà vẫn khó tránh được những chuyện thị phi hay là tiểu nhân hãm hại vì những cái va chạm thường ngày. Thưa quý vị, năm 2024 nó Giáp Thìn thì những người tuổi Kỷ Hợi đó có thiên can là Kỷ, địa chi là Hợi, người này có lá số là âm nam này, có ngũ hành là Bình địa mộc, cung mệnh là cung khôn thuộc thổ, được gọi là đạo viện chi chư, có nghĩa là lựa lận trong tiêu viện, có xương con heo, tướng tinh con gấu và con nhà thanh đế phú quý. Trong năm 2024 ấy thì những người tuổi Kỷ Hợi 1959 năm mạng là 66 tuổi. 66 tuổi gặp cái sao hạn là cái sao Thủy Diệu, đúng không ạ? Sao Thủy Diệu. Ngày xưa các cụ vẫn để lại bài thơ về tính chất của sao Thủy Diệu như sau: Thủy Diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục, nhớ kiềm hiểm nguy, tháng 4 tháng 8 coi chừng, họ hàng nội ngoại lệ dưng chia lìa. Đây là cái sao nó chủ về cái tài lộc, hỷ sự. Trong nhà thì có nhiều chuyện vui mừng. Cái Thủy Diệu nó mang hành thủy, nó rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên, cái sao này nó kỵ vào cái tháng 4 và cái tháng 8 âm lịch. Tại vì nó chủ về chuyện thị phi, khẩu thiệt, mất mát về của cải, bị đàm tiếu hoặc là bị nói xấu sau lưng. Những người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì cần phải cẩn thận trong cái con đường sông nước, đường thủy trong năm 2024. Hạn chế đi du lịch trong các vùng biển, vùng sông suối vì dễ gặp cái bất trắc. Bên cạnh đó thì những người tuổi Kỷ Hợi là 66 tuổi thì gặp cái hạn năm là cái hạn thiên tinh. Đúng không? Thiên tinh là hạn trung bình, mang lời triệu tiếng, thình lình chẳng hay. Thiên tinh là sao chẳng hay, ra ngoài mắc phải dạ tai ngục hình. Gặp cái hạn thiên tinh thì phải đề phòng cái chuyện ngộ độc thực phẩm, đi ra ngoài cũng cần phải cẩn trọng vì có thể gặp phải những cái chuyện tai bay vạ gió, nên là chú ý trong chuyện lời ăn tiếng nói, ốm đau mà làm lễ cúng bái thì sẽ nhanh khỏe hơn vào cái dịp đầu năm đó. Và để hóa giải cái hạn thiên tinh cũng như là cái sao xấu do cái Thủy Diệu mang lại vào tháng 4 tháng 8 ấy, thì những gia chủ tuổi Kỷ Hợi năm mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo. Minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó sẽ giúp hóa giải những cái thị phi trung sát, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho quý vị. Minh quan pháp bảo được làm bằng bạc. Bạc thì có tính chất là kỵ tà hóa sát, vị chi là nó có thể dùng để gì, để chống gió trừ tà. Bên cạnh đó, trên sáu cạnh của cái minh quan pháp bảo có chứa lục tự đại minh chú của nhà Phật, đó. Ở phía trước và phía sau là có in hình bông hoa sen, và giữa phần nhị hoa thì có một cái viên cầu pha lê. Khi chúng ta sử dụng cái đèn chúng ta dọi qua thì nó sẽ hiện ra phía trước cái hình tượng Đức Phật, cũng như là gì, cái bài chú bát nhã tâm kinh. Thì nó với ý nghĩa là khai sáng trí tuệ, giúp chúng ta được trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn trong mọi quyết định đó. Cái minh quan pháp bảo này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái minh quan pháp bảo mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc. Đặc biệt cái minh quan pháp bảo là một cái vật phẩm phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn của năm, như là cái sao Thủy Diệu, hạn thiên tinh cũng như là cái hạn tam tai cho năm 2024. Khi mang theo cái minh quan pháp bảo bên mình ấy, thì sẽ được thần Phật che chở độ mạng, sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đấy, sẽ giúp gì được chúng ta được tịnh tâm, an nhiên và giúp chúng ta gì hóa giải những vận hạn của năm, mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Đó. Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì có sao tốt nó chiếu mệnh, đương số có thể yên tâm làm tiếp cái công việc hoặc là những cái dự định của mình. Bên cạnh đó, gia chủ thì vẫn nên đề phòng những chuyện thị phi nó quấy nhiễu hoặc là chuyện tai bay vạ gió. Trong thời gian này gia chủ cũng bắt đầu có tuổi, nên là cũng cần phải chú ý về vấn đề đi lại, ăn uống một cách khoa học. Thưa quý vị, trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì chúng ta có trong Thìn thì ẩn tàng ba thiên can là Mậu, Quý và Ất.
đúng không ạ? Chúng ta có kỷ gặp mậu thì nó là kiếp tài. Đấy. À, nói chung ấy, trong năm 2024 bị kiếp tài nó lâm vận. Vậy nên là đây cũng là cái nguyên nhân mà khiến cho những người tuổi Kỷ Hợi, Nam Mạng trở nên là cầu thả hơn, thiếu đi cái sự quan tâm và thiếu cái trách nhiệm với những gì mình được giao phó. À, không những thế, nếu như mà gia chủ cố gắng tranh giành hơn thua thì cũng chỉ khiến cho mình bị thiệt thân mà thôi. À, trong cái năm 2024 ấy, thì gia chủ cũng tránh cái việc tư duy theo cái lối mòn về những cái chuyện tiền bạc. Những cách thức cũ sẽ khiến cho gì gia chủ không thể nào mà có cơ hội gia tăng thêm cái tài chính của mình. Gia chủ hãy học tập thêm những cách thức mới của những cái người thành công đó. À, bên cạnh đó, trong thời gian này ấy, thì tiếp tục chúng ta có kỷ mà gặp quý thì nó là vận thiên tài. Gặp được cái thiên tài nó chiếu mệnh. Vậy nên là trong thời gian này ấy, thì nói chung ấy, những người tuổi Kỷ Hợi 1959 thì có nghề tay trái, hoặc là những người đang làm công việc phụ, hoặc những người đang làm buôn bán kinh doanh đầu tư ấy, thì sẽ ăn nên làm ra hơn người khác. À, gia chủ có quyền tự tin và tự lực cánh sinh đó. À, không ăn bám bất cứ ai, tuổi này ở đâu thì cũng sống tốt nhờ cái tính tình nhanh nhẹn và chịu khó của mình. Thêm nữa, chúng ta có kỷ gặp Ất thì nó là thiên quan. Cái hung thinh thiên quan nó xuất hiện trong cái lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Kỷ Hợi ấy, thì nói chung ấy, nó sẽ không có lợi cho con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Bản mệnh có thể sẽ bị người nào đó gây khó dễ, nhưng mà cũng đừng nổi nóng hay là to tiếng vì có thể gia chủ sẽ gặp bất lợi. Nói chung ấy, trong cái năm này thì gia chủ cần phải giữ gìn trong chuyện lời ăn tiếng nói và trong cái cách hành xử của mình. Nói chung ấy, thì những người tuổi Kỷ Hợi là cái năm này nó vẫn còn cái hung tinh kiếp tài và cái thất sát nó ẩn tàng ở trong cái trong cái thiên can. Vì thế mà trong năm ấy dễ gặp những cái chuyện xui xẻo thị phi. Và để hóa giải cái này thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi, Mão, Mùi để hóa giải. Vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi sẽ sử dụng cái cát khí linh vật tam hợp Hợi, Mão, Mùi. Nó sẽ giúp hóa giải cái xung sát thị phi, giúp gì hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống. Từ đó sẽ giúp cho cuộc sống vợ chồng được hạnh phúc, bình yên. Các mối quan hệ xung quanh thì hòa hợp, hảo hữu hơn. Đó. Bên cạnh đó nó cũng sẽ giúp cho gì? Giúp gia chủ là gì? Hóa giải những xung khắc thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó thì công việc sẽ được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Bên cạnh đó thì vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn trọn đời cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, Nam ạ. À, thưa quý vị, như vậy là gì? Trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì nói chung ấy, nó cũng cái tuổi Kỷ Hợi được nhiều cái sao nó chiếu mệnh, nó báo hiệu là phương diện cuộc sống của những người tuổi Kỷ Hợi, Nam mạng trong năm 2024 duy trì ở một cái trạng thái bình ổn. Công việc làm ăn thì thuận lợi, kinh doanh buôn bán thì gặp may mắn. Trong nhà thì có chuyện vui mừng. À, tuy nhiên có điểm báo thị phi đeo bám, cần phải cẩn trọng trong chuyện lời ăn tiếng nói, kẻo bị gì đàm tiếu sau lưng. Quý vị ăn uống thì cũng chú ý đến cái chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh bị ngộ độc. Thì ngoài ra trong năm nay thì gia chủ nếu mà có đau ốm ấy, thì tốt nhất là trong đầu năm ấy thì làm một cái lễ nghênh sao giải hạn, hoặc là gì hãy sử dụng một cái minh quan pháp bảo để mang theo bên mình để hóa giải cái vận hạn của năm. À, thưa quý vị, dựa theo cái chi tiết cái phân tích về lá số tử vi của những người tuổi Kỷ Hợi trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì cho thấy năm 2024 là một năm khá là bình yên, thuận lợi, yên ổn với những người tuổi Kỷ Hợi, Nam mạng. Với những ai mà đang công tác thì công việc làm ăn vẫn duy trì như cũ, thậm chí là mát tay với ngành trồng trọt chăn nuôi. Với những người đã nghỉ hưu thì cuộc sống vẫn y án như trước đó, không bị xáo trộn quá nhiều. Về vận trình tiền bạc thì có vào có ra nhưng mà cân đối, không phải lo nghĩ quá nhiều vì đã có các khoản tích lũy từ trước đó. Trong năm thì kinh doanh buôn bán gặp nhiều cái may mắn, trong nhà thì có nhiều cái chuyện vui mừng. Gia đạo hay là sức khỏe đều không phát sinh cái vấn đề nào quá nghiêm trọng. À, vẫn có những cái xung đột nhỏ nhỏ nó phát sinh, nhưng mà đôi bên đã thẳng thắn chia sẻ, không giấu lòng mình ấy, thì mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải và gia đình cũng sẽ yên vui trở lại. À, tuy nhiên, năm nay thì quý vị cũng cần phải cẩn thận cái chuyện có điểm báo thị phi nó đeo bám, cẩn thận cái chuyện lời ăn tiếng nói, kẻo bị đàm tiếu sau lưng. Ăn uống thì chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh bị ngộ độc. Ngoài ra năm nay thì đau ốm cũng phải thành tâm cúng bái. Đó, hoặc là gì, luôn mang theo bên mình những vật phẩm phong thủy để hóa giải. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 Nam mạng trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ cùng quý vị sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình,
nắm bắt được cái vận hạn của mình, từ đó đưa ra được những phương án hành động thích hợp để gia tăng thêm sức khỏe, tài lộc và may mắn cho quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.